Nam. Ở Việt Nam tuyển chọn 40 40 thì quý bà thấy quý bà xinh đẹp à? Hậu Việt Nam nằm trong top Thế nào đây? mươi. Các em nghĩ xem, đừng đừng hỏi thầy vội. Hoa hậu nằm trong top 40 của Hoa hậu Việt Nam thì bị rò rỉ lên mạng video xét. Ừ. Đúng rồi đấy. Hoa hậu, hoa khôi trong top 40 cuộc thi hoa hậu Việt Nam bị rò rỉ clip phép lên mạng. Ok. Tiếp câu 12 này. Vân Phi. Đô là metro thầy. Chính xác. Một Hồ Son là tuyến tuyến thứ nhất. Binh Chưng Son là Bành Tăng Tín Bình Bình Chưng là Bình Dương. ạ. Tỉnh Bình Dương. Ừ. Tông Na Y ở Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai tỉnh tỉnh đến Đồng Nai. Giòn Trang là Liên Trường ạ. Ừ. Diễn Trường. Duyên Giòn Trường. Trang tức là kéo dài, mở rộng. Kéo dài. Băng An là phương án. Thu Trà là đầu tư. Trong S là tổng ngạch ở đây. Chính xác. 21 chô 21 triệu à? 21 tỷ à? Không phải. Hơn, lớn hơn nữa. 21.000 tỷ à? Chính xác. Vậy câu này thì thế Tuyến nào? phương án kéo dài tuyến metro từ Bình Dương, tỉnh Bình Dương đến Đồng Nai. Tổng đầu tư 21.000 tỷ ạ. Ừ. Tổng đầu tư 21.000 tỷ. Chú ý chỗ này nè. Y Lên Hô Son. Tuyến đường số 1. Câu này dịch là kế hoạch. Cái phương án này này. Dịch ra là kế hoạch này. Kế hoạch mở rộng tuyến Metro số 1 tỉnh Bình Dương đến Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư là 21.000 tỷ. Ok, tiếp câu 13. Phương Si, câu 13 nè. Trước tiên là phải tìm hiểu xem từng từ một nó có nghĩa gì thì sẽ dịch ra được cả câu. Phương Si. Ui, em thấy nó khó lắm thầy ạ. Ừ, khó mới phải tập dịch chứ. Dễ rồi thì cần gì phải học. Bồ con bu. Từ này, bô con, âm Hán là bảo kiện. Bảo nghĩa là Bảo bảo thân. vệ, Bảo giữ gìn. Còn từ kiện, chữ con này này, là lấy ra của từ này. Con ca. sức khỏe ạ. Con ca từ này. Con can bộ bộ y tế Sức hả khỏe. Chính xác, dịch ra là bộ y tế. Bu là bộ. bộ y tế. Karaoke so e ăn khô lắm. Ăn côn ạ. À? Ăn Ừ. mê.
Han mê kinh chi chê an. Han mê rồi. Han mê gì nhỉ? Là bán mại à thầy? Ừ, Han mê là bán. Cơm chi là gì? Mà cấm. Cấm. Chê an. Chê an. Đề án. Ừ. Đề án. Đề án. Cấm bán ăn côn thấy. Đề án. Em dịch hết đi đã. Ăn đừng 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 ấy nghĩa vội. Ăn côn là cồn tiếp này. Cồn rượu. Phi hè gì nhỉ? Phi hè. Âm hắn là gì? Phi là bị. Bị giải à? Hay là bị hại à? Bị hại. Bị hại. Ừ, bị hại. Hàng chi. Hàng chi là phương chỉ. Phòng chống. Phòng chống. Ừ. Phòng chống. Pháp là gì nhỉ? Pháp. 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 Pháp nghĩa là luật pháp. Châu An. Châu An. Châu là thảo. Thảo gì? Thảo An. An nghĩa gì? Thảo án. Thảo án. Là ừ. Dự thảo ạ, à? Dự thảo luật ạ. À? Đúng rồi. Luật. Luật dự thảo ấy. Phòng chống ăn. Bộ Y tế. Dịch từng vế một nè. Cách nhau bởi dấu phẩy. Từ cái che ăn. Dịch ngược lại. Một vế. Vế sau dịch. Lần hai. Bộ Y tế. Đưa ra Ừ, đề Bộ án Y tế. Cấm bán ăn côn ở ở phòng karaoke thấy. Cấm bán rượu. À, rượu. Như nào nữa? Đúng rồi đấy. Luật. Tiếp nào. Luật gì? Dịch từ phải qua trái thôi. Châu An là sơ thảo. Luật Bớp sơ là luật. thảo. Luật gì? Luật sơ thảo. Luật Sơ thảo hàng phòng chi. chống. Ừ. Phòng chống bị Phi he là bị hại. tệ Đấy nạn là âm thôi. hán. Tệ Âm nạn. hán. Còn dịch thuần Việt ra là gì? Tệ nạn. Tệ nạn uống rượu á thầy. Thuần Việt sẽ phải là thiệt hại. Thiệt hại. Phòng Thiệt hại chống về thiệt hại rượu. do rượu. Ừ. Đúng rồi. Dịch là gì nhỉ? Bộ Y tế đề xuất cấm bán rượu trong phòng hát karaoke. Sơ thảo luật phòng chống thiệt hại do rượu. Ủa cái này có chỉ chung rượu bia không thầy hay là chỉ rượu thôi thầy? Đây chỉ ghi là rượu thôi. Vậy thì vẫn được bán bia đúng không thầy? Cái này thầy không biết. Cái này phải đọc được. Ok, tiếp nào. Câu 14. Yon Cho là liên sơ à? Yon là gì đây? Yon là liên liên Niên. niên niên sơ niên à? Đầu đầu năm. tháng đầu năm. Ừ, Bốn đầu tháng năm. đầu năm. Với cúc khen ngàn cúc bằng môn cha à, phương văn tự phong văn tự. Phòng văn tự. Không phải. Có nghĩa gì không? Phương vấn Dịch ra phải có nghĩa tự. Phỏng vấn tự. Phỏng vấn cha là người phỏng vấn ạ. bằng môn Thang môn là người thăm. âm hán là
phỏng vấn. Phỏng vấn à, thăm phỏng đúng vấn. Không? Thăm người thăm đúng không này? Thăm hỏi. Thăm môn cha. Ở đây là thăm hỏi. Lịch ra là gì? Khách du lịch ạ. À? Chính xác. Su là Su là thủy. Ý là Su là su. Nghĩa khác. Số su. Su là số. Tròn nhân là trước năm. Năm trước. Tròn niên. Âm Hán là tiền niên. Tiền niên năm trước. Năm trước. Năm trước. Năm ngoái. Tông. Tông kỳ là động cơ. Nghĩa khác nhỉ? Nghĩa khác. Đồng ký ạ. Hay là đông ký. Động ký. Có nghĩa không? Đông ký. Đông ký là gì? Không có nghĩa. Đồng kỳ. Đồng kỳ. Cùng kỳ. Đồng thầy. Kỳ. Cùng kỳ. Nghĩa là cùng kỳ đấy. Cùng kỳ năm ngoái. Thề bi cùng là kỳ năm ngoái. Thề bi là đại bi vậy. Đại. Lại đối phi. Bị đối bị đối bị tức là so sánh đối chiếu. Neuronan. Neuronan là động từ gì đây? Đi vô. Động từ tăng lên. Tăng lên 428 vạn người. Đầu năm, 4 tháng đầu năm. Số khách du lịch nước ngoài 4 tháng đầu năm tăng. Tăng 428 vạn người. Là tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đúng rồi. Chính xác. Đó, chúng ta dịch tiền từ là xe ra thôi. Tiếp câu 15 nè. Phương Si. Câu này ngắn hơn nè. Cha là tuần xa là thấy. Được nào. Cha xe. Su, chu cha thầy. Chu cha. Chú cha. Chú xe. Chú xa. Chú xa. Chú đã nhớ từ này không? Từ này này. Chú cha cha. Là gì đấy? Cha trang. À, bãi đỗ xe. Ừ, đúng rồi. Đỗ xe. Có bỏ từ trang đi thôi. Đỗ xe. Đỗ xe. Ừ. Vô cái phí. Là phí, phí đổ xe. Chi bùi. Chi bùi. Vô cư. Vô cư là chi phí. Phí. Chi bùi là gì? Chi bùi. Chi bắt à? Chi bắt. Chi phật. Chi phật. Âm Hán. Tức là chi trả. Chi trả. Chi trả. Thanh ít. Toán. F là app. F ứng dụng. Ứng dụng. I thinking. The home. Thí nghiệm. Thí nghiệm. Do it. Đạo nhập ạ. Đạo nhập nữa gì? Tức là đưa vào. Đưa vào cái gì đó. Đưa vào thí nghiệm ở Hà Nội. Đưa vào thí nghiệm iPanking. Như là nào nhỉ?
như là ứng dụng, như là ứng dụng iBanking ấy, như iBanking như là ứng dụng. Hà Nội đưa vào ứng dụng thử nghiệm iParking, ứng dụng thanh toán phí đỗ xe. Cả cụm từ này, ứng dụng thanh toán phí đỗ xe, chỗ này này. Chu cha vô chung chi bôi ép. Ứng dụng thanh toán đấy. Chi bô là thanh toán, vô cư là chi phí, chu cha đỗ xe. Ok, tiếp câu 16, Vân Si. Thà Năng là Đà Nẵng, Hàn Cang là sông Hàn, Cang Chô là sông cầu, là cầu sông Hàn. Thơ thơ chúc là thư chúc, thơ noi thôi nôi, thơ noi là thơ... gì, thơ noi chị. Cái từ sơ chức, sơ là tây, à, chức là phía, phía tây, à. Thơ noi, thơ noi tiếng Anh ở non là chạm mày thôi nói không ai thông à, thôi nói là đường hầm ấy. Ai thông đường hầm à, bây giờ vì Hàn infra là gì nhỉ? Infra từ này cũng là từ tiếng Anh. Infra là cơ sở hạ tầng. Trang bị là định phí này. Tính phí. Trang bị nó đồng nghĩa với từ chuẩn bị. Chuẩn bị. Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở hạ tầng để we had là gì á? We have. We là vị. Đây là ngữ pháp mà. À, ngữ pháp à? Danh từ. Em chưa được học á. À, Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho APEC. Chuẩn bị cho APEC khai thông đường hầm phía tây của sông Hàn, của cầu sông Hàn. Đúng không thầy? Đúng rồi, nhưng mà chúng ta đảo lại một chút nè. Đà Nẵng khai thông đường hầm phía tây cầu sông Hàn, bảo trì cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho APEC. Chúng ta dịch diễn giải ra một chút nè. Tiếp câu 17 nè. Đây mình phải dịch thoát ý ra đấy. Dịch thoát ý ra thì sẽ được. 17 Phường Si. Bạn chính rồi nhỉ? Bạn chính học không nhỉ? Bế Thứ Nam cây tròn. Ừ, nghe học được đi. Chính Si có học không hay là sử thính đấy? Em thấy ảnh có ghi tin nhắn là mắc vẽ cái gì á, nên là chỉ dự thính thôi. Tin nhắn hả? Trên tin nhắn trên nhóm. Thầy ơi, hôm nay em phải hoàn thành nốt dự án công trình nên đang vội vẽ nốt mấy bản. Các thầy quay video lại gửi cho em xem với nhé, để nick em dự thính thầy nhé. Ủa, sao thầy còn thấy có ở chỗ chat đó thầy.
Không có. Chắc là bạn này chat riêng cho Vân rồi. Dạ không, em xem trong nhóm mà. Thế á, bên thầy Em không đang không có có nhỉ? nhóm đâu cả. Bên thầy nhìn nhóm mà Ở phía nếu mà dùng nhóm laptop thì nó ở dưới nó có mấy cái nút như là invite nè, participate, share, chat thì có thể mute star ở giữa giữa. Nó có phần chat á. Em bấm vào em thấy. bên thầy không hiện lên, không không thể phần tra. Em vừa mới báo cáo rồi cho thầy đó. Rồi tiếp nào, câu 17 nè, Phương Si. Đề chữ Nam kê trong cái trong cái là cái thầy trong là Khai trương ạ khai trương khai chính không phải khai định e chân cải chính. cải chính cải chính cải chính chu khách bọc chu Chu chắc là gì nhỉ? chu khách Chu chắc là nhà ở. Chu thét nhà ở. Property. pháp Ừ. Pháp, luật pháp. luật nhà ở ạ Ừ. si hen si Hiang, từ này hành dễ mà. si hành phải không thầy Chính xác. hai năm quê cúc in người ngoại quốc Toyu Sâu du là gì? du là gì thầy tô là Sâu là sở. sở sở hữu chu chứng minh so chứng minh thư ban cấp cấp phát ở đâu khó thấy khó cấp phát chứng minh cho người ngoại quốc sở hữu chứng minh thư Việt Nam Em định cái vế này trước. Việt Nam thi hành cải chính Hán là cải chính. Còn thuần Việt mình phải dùng từ thích hợp. Sửa đổi. sửa đổi ạ Luật sửa đổi. Việt Nam sửa thi hành luật thi hành Việt Việt Nam. Nam thi hành luật nhà ở sửa đổi trong vòng 2 năm về Hàn Quốc Đổi cho người ngoại người quốc nước ngoài người ngoại quốc sẽ hữu chứng cấp phát là có phải cấp phát có chứng cấp phát minh chứng sở sở hữu cho người ngoại quốc à người nước ngoài. cho người nước ngoài Ừ. Phan cấp là phát cấp, tức là cung cấp ấy. Chứng minh so, chứng minh thư, nhưng dịch ra ở chỗ này là cái giấy chứng nhận ấy. Giấy chứng nhận chứng là chứng chứng minh so. sở Sô nhu sở hữu, tức là cái giấy chứng nhận quyền sở người nước ngoài quyền hữu. Ừ. sở hữu nhà của người nước ngoài Dịch ra là Việt Nam qua 2 năm thi hành luật nhà sửa đổi khó ban hành giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người nước ngoài. Chúng ta cứ dịch theo
những gì chúng ta thấy thôi. Chúng ta nhìn đây nhé. Arrow khó đúng không? Hàn cướp cấp phát, cấp phát giấy chứng nhận quyền sở hữu và cụm từ này, và đây là cho người nước ngoài đó. Cứ dịch từ phải qua trái thôi là sẽ ra đây là gì? 2 năm thi hành, đây là luật nhà ở sửa đổi, khe chưa, đúng không? Chúa dịch như vậy thôi, đà ra thôi. Tiếp câu 18 nè. Starbucks là Starbucks. Hanoi E. Cúc Nê. Cúc nội là trong nước. Ừ. Con làm đi. Cheo là tối. 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 Tối gì thế? Tối sơ ạ. Tối sơ. À. Tối sơ là gì Tối sơ tức là lần đầu tiên. Mê chăng là mại. Mại trường. Mại trường là mua ạ. Mai trường. Open Mai trường tức là cửa cửa hàng ấy. cửa hàng Open tiếng Anh. là mở 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 cửa cửa hàng hàng Starbucks đầu tiên trong nước ở Hà Nội. Starbucks Tối xưa gì đánh giấm phải không? mở cửa hàng Starbucks Starbucks lần đầu tiên. mở cửa hàng đầu tiên Ừ. trong nước tại Hà Nội. Ừ. Trên toàn quốc tại Hà Nội. Ok, câu này dễ mà. Câu 19 nè. Phương Si. Dịch từ từ ra rồi ghép vào. Sau đó chúng ta cải biên một tí để thoát ý ra. Câu 19. Hegul 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 là hải quân thấy hải Chính quân xác. Hải quân. ham son son là tuyến ham gì ạ Nghĩa khác nè. tuyến ạ Hạm thuyền chiến hạm. Ừ. Chúng ta dịch phải chú ý đến cái từ, nhắc đến từ hải quân thì phải, đây phải là hạm thuyền. Hạm thuyền hạm thuyền Hạm thuyền là gì? Tàu chiến này. Đi con gì thích đi đâu ở đấy Đâu, gì bảo ông này đi, gì đi đâu? ông ấy đi đâu ở đấy Đi chơi. Con này đi. Mai đi chơi, còn mai. chó có gì thầy Tiếp chó nào. tiếp à hai chóc Tu chấp. tu chóc Tu chấp là hai chiếc. hai chiếc Hồ Chí Minh Ủa sao Phượng nói nhỏ nhỉ? Nghe nhỏ lắm. Hồ Chí Minh hang Puê Hồ Chí Minh Cúc Hang Chê cu là gì? hang cu hang hang là cảng à cảng Đúng cầu rồi. cầu cảng Cảng. Cu là khẩu. chê cửa Khẩu khẩu quốc tế. quốc tế chi hang Ừ. Kỳ hang. Âm Hán là chi hang âm hỏi là ký ký cảng. ký ký cảng Ký cảng tức là cập cảng. Cập cảng. Cập bến. Câu này là viết liền luôn cả câu thầy. Cập bến cảng cửa khẩu quốc tế Hồ Chí Ngữ Minh. chính là cái này. Đưa lên chưa? Hai chiếc
tàu chiến hải quân của Trung Quốc cập bến cửa khẩu quốc tế Hồ Chí Minh. Cập bến cảng thôi, không cập cửa khẩu. Cảng hai tàu hải tế. Quân Trung Quốc. Cập cảng cảng bến cảng quốc tế Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy câu này chúng ta dịch ra theo từ nó thôi. Vâng. Được chưa? Hai tàu hải quân Trung Quốc cập cảng quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp câu 20. Vân xin ạ. Chà, cơm nan tử cấm nạn rồi. Câu này chúng ta xem cả câu xem nó nói về cái gì thì mới dịch được nghĩa của cái từ đấy. Hai trong một tuyến gì cho đàn ghi cha cơm, ở đây là vốn, dịch đây là vốn, nan là nạn, nạn nghĩa là hoạn nạn, khó khăn, và gì cha cơm nan dịch ra là khó khăn về vốn. John Choi là gì nhỉ? Toàn thiết ạ. Chiến thiết. Thuyết. Tròn. Đây là từ ghép nhé. Tròn là tròn kỳ. Còn cái từ tròn. Tròn kia là tròn. Từ này. Chi ha tròn. Chi ha chân dốc, tàu điện ngầm á. Chi ha là địa hạ, còn choi là thiết. Chon chi thiết. Âm hán là thiết. Thiết là sắt. Là tàu điện ngầm ấy. À vậy là nó là chon choi là tàu tàu điện đúng không ấy? Tàu điện. À, tuyến tuyến một kê thông mà khai thông. Dòn kia là kéo dài. Kéo dài. Bulkapi. Bất. Đây là trì hoãn. Trì hoãn. Trì hoãn. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Trì hoãn kéo dài. Xây dựng tuyến. Trì hoãn hay là kéo dài? Dạ. Còn Yonki sao đây? Yonki đây. Yonki là dịch ra là trì hoãn. Trì hoãn. Còn Bulkapi là gì? Bul là gì? Bất. Bất. Kapi. Gia tị hay gia bi? K là khả. Bất khả bị. Tức là bất không khả có khả thi. Bất khả thi. Không khả thi. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam không có khả năng kéo dài xây dựng tuyến đường sắt số 1 vì không có vốn, vì không đủ vốn, vì thiếu vốn, vì thiếu tiền. Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam không thể kéo dài xây dựng tuyến đường sắt số 1 vì thiếu vốn. Đúng nghĩa đấy. Dịch ra là thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam khó tránh phải việc
phải trì hoãn tiến độ khai thông tuyến xe tàu điện ngầm vì khó khăn về tài chính, vì thiếu vốn. Chúng ta dịch thoát ý ra một chút này. Tiếp câu 21, phường C. Câu này dễ hơn này. Chim tê là giường bóp từ xe buýt, giường xe buýt. Chim tê là giường xe buýt giường nằm. Giòn giót chi giót chu hen. Giót chu hen. Giót là gì á? Giót là gì thầy? Giót âm hán là ngược, nghịch. Nghịch chu hen. Giót chu hen tức là chạy ngược chiều. Ngược chiều. Xe tải. Thư lốc là xe tải à? Ừ. Cúc tô hề sao? Cúc tô hề. Cúc là gì? Cúc, cúc. Đúng rồi. Cúc đô. Ừ. Cúc tô là đảo đảo gì thầy? Thủ đô. Thủ đô chị. À, cúc tô. Quốc đạo. Tô là đạo. Đạo có nghĩa là con đường. Quốc đạo là đường. Đường quốc lộ. Ừ. Tròn nhon là chính diện. Tròn nhon. Ừ. Chính diện. Chúng tôi. Chúng tôi xung đột. Chính xác. Xa, xa mang. Xa mang. Tử mạng. Tử vong. Ừ. Tử vong. Đúng rồi. Và chỉ thích thế nào nhỉ? Xe buýt giường nằm và xe tải chạy ngược chiều. Đường quốc lộ. Cái gì chính diện? Trong nhau. Tông nhau ấy chị. Đâm. Tông xe á và chạm. Chỗ này đâm... nhá. À, chim tê bơ sờ này. Vâng. Xe buýt đường nằm này. Ở đây là gì? Và xe tải chạy ngược chiều. Xe tải chạy ngược chiều. Đúng không? Vâng. Quốc tô e sơ. Tại đường quốc lộ. Trên đường quốc lộ. Đường quốc lộ. Trong miền, chính diện, chung tôi. Xung đột. Tức là xung đột. Đâm vào nhau. Trực diện. Đâm vào nhau trực diện. 49 người đã tử vong ạ. Thiệt mẹ. 49 người đã chết ạ. Dịch ra là gì? Xe tải chạy ngược chiều với xe buýt đường nằm tông trực diện trên đường quốc lộ. 49 người thiệt mà. Chúng ta dịch đường tàu về thôi. Tiếp câu 22 nè. Vân Anh, à đến Vân nè. Son Trang là tính trường. Thỉnh trường. Son Trang từ này buổi trước trường. Gặp mấy lần nè. Son Trang em cũng thấy nó quen quen. Son Trang. Son là thành. Buổi trước trường. Gặp 2-3 lần. Tăng trưởng à? Thành trưởng. Tăng trưởng GDP. Thành trưởng là tăng trưởng đấy. Từ tăng nhu trưởng.
Mục mục tiêu. tiêu, mục tiêu. Du chi là duy trì, trong ri ca à, tổng lý là chức vụ đúng này, chức vụ gì đó đúng không? Làm chưa? Trong ri Tổng lý. Từ này hôm bữa trước cũng gặp thủ nhiều rồi tướng, mà. thủ tướng. Thủ Can tướng. can can cho là Cang Châu. Âm giảng Hán là cường điệu. cường Âm điệu, Hán đấy nhé. cường điệu Còn thuần Việt là gì? cường điệu phóng đại à, Nhấn mạnh. nhấn mạnh. Mục tiêu phát triển GDP năm 2017. Đồng. Chủ ngữ đâu nào, chủ ngữ ở đây có tiểu từ gì đây, ca chủ ngữ chính là đây. Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì mục tiêu tăng duy trì là tăng được không này, tăng 67 duy trì 6,7% mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017. Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì tăng 67% mục tiêu tăng trưởng. Không. 2017. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 lên duy trì mức 6,7%. Đúng Trong rồi đấy. Ok. Tiếp câu 23 nè. nhòm chu bốn khe, bốn tháng đầu năm tô mê. Nãy từ này học rồi, nó là cái gì nhỉ? Tô mê, mê chun nhé. Sô mê là tiểu mại. Hiểu mày. Chính xác. Mê Mê chun. chui là mại xuất ngạch. Mại xuất ngạch á? Nghĩa là gì? Là kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu. Em đoán vậy. Nghe chú liếc doanh số bán ra, Doanh số doanh số bán bán ra. lẻ, cái cụm từ đây này là doanh số bán lẻ. Doanh số bán lẻ. Doanh số bán lẻ. Một nghìn hai trăm sáu tám châu. Son nhân. Năm ngoái công Từ ty. châu ở đây, châu ở đây là đơn vị nghìn Nga. tỷ. Nghìn tỷ. Nghìn tỷ. Nghìn tỷ Việt Nam đồng. Xe đi. Mấy Đi. từ này thì Thế câu đi trước là đối cái là với. gì rồi mà. So với, đối với. Chính ta là gì? Là gia tăng. Tăng Mua trưởng. sắm chinh chi là tăng, gia tăng à, chinh Đúng rồi, giá tăng này, tăng lên. bốn tháng đầu năm doanh số bán lẻ. Là 1.268 nghìn tỷ Việt Nam đồng, tăng Sao là 9,6. dịch kiểu gì đây? 1.268.000 tỷ à?
Vì vậy có đúng không? Chị đã là cái gì thầy? Dạ bao nhiêu Một ạ? vạn. 1 triệu 268 nghìn tỷ. 1 triệu 2 tỷ Việt Nam đồng. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 9,6% ạ. Ừ. Đúng rồi. Ủa sao lại 1 triệu vậy thầy? Nó là Nhiều. 1.268 trô là nghìn tỷ rồi sao lại Chỗ là đấy một là chỗ đấy là nghìn tỷ rồi, vẫn là hàng nghìn rồi. Thì sao chỗ này là nghìn nữa? Đây phải là triệu chứ. Nó đã là cái chỗ này đã đối với nghìn lần này, đúng không? Riêng cái chỗ này này đã là đối với nghìn rồi. nghìn nghìn Thì không phải dịch là nghìn được. Nghìn của nghìn à. nghìn tỷ Đúng cơ à? không? Em chưa học đến cái số này nhỉ. Ủa, nếu như vậy Đúng. thì dịch là 1.268 tỷ. Nghìn tỷ. Châu là nghìn tỷ. Không phải tỷ. Hiểu thế, nói chung cũng hiểu hiểu quá nhưng mà vẫn chưa có thông lắm. Cái số tiền này nó khá là lớn này. Cái kiểu kiểu cũng hiểu hiểu nhưng mà không chưa có kiểu chưa có quen. Ừ. Ủa mà thầy cái chỗ này sao lại bốn ke word can là gì thầy? Can đây âm hắn là gian, gian tức là giữa, giữa tức Giữa là gì, là trong ấy, tức là trong 4 tháng, đầu trong 4 năm. tháng đầu năm, giữa cái khoảng thời gian này thì người ta gắn cái chữ can đây. Khoảng giữa 4 tháng đầu năm ở thầy. Ừ. Tức là giữa cái khoảng đó, cái khoảng thời gian đó. Vâng ạ. Thì thực ra là gì? Doanh số bán lẻ trong 4 tháng đầu năm Đầu năm là 1.268.000 tỷ 268 đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. ngoài. Nói chung là tăng đây, tăng này 9,6% này, tebi so với tông kỳ cùng kỳ cho nên năm trước. Tông kỳ âm là đồng kỳ đấy, đồng là cùng, cùng kỳ. Tiếp câu 24 nè. Asia là Asia Moody Vật Moody lý Olympic Chính vật xác. lý Ừ. à, Tề Pưu là đại biểu. Cô Kyo Sen là Vô. cô giáo sinh cổ Từ này giáo từ sinh ghép. giáo sư á. Từ này từ Cô ghép. Từ Kyo ghép nha. Sen cao Xem. gì? Các em xem nhé. Từ cô là lấy là của từ này. Cô Tưng. Cao đẳng Là gì nhỉ? giáo Cao đẳng. Chính xác. Từ kyo là từ này. kyo kyo Hakyo. là trường Còn từ sen trường cao là đẳng lấy lại của từ này. học sinh Ba từ ghép lại học thành một sinh từ trường này. cao đẳng học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 đúng Ừ, không? đúng rồi. Íp sang là nhập nhập Một thương chữ à? anh. Íp sang nhập thưởng. Thưởng. Là Ba nhận thưởng à? Bảy chính người nhận xác, thưởng. Bảy người nhận thưởng. nhận thưởng. Olympic vật lý châu Á. Ừ. Đại biểu Việt Nam. Đây là đại biểu, nhưng mà thuần Việt là gì? Âm Hán là đại biểu, Đại thuần diện Việt. người tham gia Chính xác, đại diện. đại diện của Việt Nam bảy bảy học sinh cấp 3 đại diện của Việt Nam nhận thưởng Olympic vật lý châu Á. Việt Nam có 7 học sinh cấp 3 được nhận thưởng. Ừ.
Olympic châu Á, Olympic vật lý châu Á, 7 học sinh trung học đại diện của Việt Nam nhận giải thưởng. Ok, chúng ta diễn giải ra này. Tiếp câu 25 nào. Nha Trang resort resort Nha Trang thấy Bù Tông San Si Trang Bù núi gì núi bu núi gì thấy Bù Tông Bút trong xa là gì? Từ này gặp nhiều rồi mà. Bút là bất. đồng Thêm san dấu vào. bất động bất động bất động san bất bất động động sản sản bu động sản bất động sản Bất động sản. Si Trang Si Trang thị trường thị trường bất động Thị sản trường bất động sản. hoa son hoa hoạt tính hóa ạ Chính xác. hoạt tính hóa Đây âm Hán rồi nhé. Còn mình dịch thuần Việt phải chọn từ cho thích hợp. hoạt tính hóa biến động là thầy Hoạt tính có nghĩa là mạnh mẽ. mạnh mẽ thay đổi mạnh mẽ Tức là tăng mạnh. tăng mạnh quan quang cách khách tham quan quan quang cách khách tham quan Xu. Xu du là gì nhỉ? lịch số lượng thầy Su là số lượng. chung caro tham gia Tăng tăng gia tăng tăng trưởng chung gia tăng trưởng Còn từ rô là ngữ pháp bởi, do, vì. thị trường bất động sản resort ở Nha Trang tăng mạnh ạ bởi vì số lượng khách tham quan bởi vì tăng trưởng số lượng tăng trưởng của khách khách tham quan là thấy Ngữ pháp rô này, do vì, thì tăng số lượng do gì đây, do gia tăng cái số số lượng lượng khách tham quan cái tham quan. Đúng rồi, thị trường bất động sản resort Nha Trang tăng mạnh do gia tăng số lượng khách tham quan. Tiếp câu 26 nào. Hana là một, Quốc ca là quốc gia, Tu kê là hai cái, Môn hoa văn hóa, Việt Nam, Tê Tô Si là đại đô thị, Ola In, Online Ola á, online Online shopping là online. mua sắm trực tuyến, Chai Chom xa ly điểm Chai Chơi cho một điểm. Chay là khác. điểm khác điểm khác của mua bán mua sắm trực Không có điểm khác. Hana À, Hana là một đúng không thầy điểm điểm khác biệt. điểm khác biệt điểm khác biệt Hana là một. Hana quốc ca, tức là một quốc gia. Tu khe môn hoa là văn hai hóa văn hóa. hai văn hóa cái thứ năm sự khác biệt giữa việc mua sắm trực tuyến
giữa hai đô thị lớn của Việt Nam. Một quốc gia, hai nền văn hóa, sự khác biệt mua sắm trực tuyến hai đô thị lớn ở Việt Nam. Hai đô thị lớn ở Việt Nam có sự khác biệt trong việc mua sắm trực tuyến. Ủa, câu này khó hiểu quá. Một quốc gia, hai Gia nền văn hóa. có hai nền văn hóa. Văn hóa à không, văn hóa của hai quốc gia. Văn hóa của hai hai nền văn hóa của một quốc gia. Hai văn hóa trong một quốc gia. Hai văn hóa trong một quốc gia. Việt, sự khác Thì biệt, phải có trái trong việc mua sắm online trực tuyến. của hai đô thị lớn của Việt Nam, giữa hai đô thị lớn Việt Nam. Đúng rồi. Hai văn hóa trong một quốc gia, điểm khác biệt về mua sắm online của hai đô thị lớn tại Việt Nam. Ok. Tiếp câu 27 nè. Phương Hà Si. Nội, Hà Câu này Nội đi, ngắn, Hà Nội, dễ. Đô, Đô Si, Toronto, Đô Thị, Toronto gì thầy? Thiết đạo. Thiết đạo nghĩa là gì á? Đường sắt phải không thầy? Em đoán vậy. Đúng rồi. Thiết là sắt, đạo là con đường. Đường Đường sắt, sắt. đô thị á. Cái Đến âm Hán, nghĩa Hán vẫn hơi kém nha. đó. Vâng. Đó em cũng chịu á. Chắc phải học thuộc lòng hết Mấy mấy cái nào mà quen quen thì biết chứ, đấy. còn mấy cái mà không hay xài không bao giờ biết Ừ. luôn. Tập dịch cái này nhiều nè thì sẽ hiểu được âm Hán. Chín Ulvu Thor, từ tháng 9, Si Ul Chon. Si là thí, buôn tròn, vận chuyển, Vận chuyển, thí vận chuyển. thí vận chuyển, dê sang, Yeah, dự. dê. Âm Hán là dự tưởng. Tưởng Dự tưởng nghĩa là dự kiến, dự tính. tính. Còn siêu chân dịch ra là chạy thử nghiệm ấy, vận hành thử nghiệm. Cái từ Đường si là sắt, thí, thí nghĩa là thí điểm ấy. thí điểm Ừ. đường sắt đô thị Hà Nội, dự kiến thì chạy thử vào bắt đầu từ tháng 9 ạ. Đường sắt thành phố Hà Nội dự kiến chạy thử từ tháng 9. Câu này ngắn mà. Vâng. Tiếp câu 28 nè. He im tuyên, he im là giải nhiệm rồi. Hải nhiệm, giải nhiệm. Giải. Giải nhiệm. Giải Cái nhiệm. từ này hôm trước có rồi này. Giải nhiệm là tròn nhiệm, là tiền nhiệm. Giải nhiệm. Giải là giải thể. Là bạn cách Nhiệm chức, là cách chức, bị cách nhưng mà chức. chức vụ đấy. Cắt chức. Hôm trước học Tròn rồi. im là tiền nhiệm, cung san tăng là cộng sản đảng, đảng cộng sản. So Chính xác. ki chăng là thư ký trưởng, là tổng bí thư ạ. Bí thư, Thư ký trưởng. Si min, Bí thư đấy. Simin.
thị thị dân là Chính xác. dân 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 chúng. Xa Đúng. qua, xa qua là táo Không phải. Xa qua là xin sử lỗi. sử Xin lỗi. tạ quá, tạ Chính quá. xác. Xong Xin lỗi. nhân là tính danh, danh tính. Nghĩa khác nè. Thành danh Danh tính á là nếu mà tên. dịch là tính tính danh thì cũng đúng cái từ này, nhưng từ này có một nghĩa khác nữa. Tuyên bố ạ. Ừ. Song miêng là thanh minh, Thanh âm minh, hán đấy. thanh minh, Thanh minh. thanh minh tạ lỗi. Thư thư ký trưởng là bí thư đảng Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh tiền nhiệm bị bãi, bị cách chức. Tuyên bố xin lỗi đến người dân ạ. Về ý đúng rồi, nhưng mà dùng từ chưa được. Chúng ta nhìn này, thư ký đúng không? Đảng Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền nhiệm tức là cái người lớp trước ấy, thì dịch ra là cựu 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 bí thư. bí thư, cựu ừ. bí thư đảng cộng cựu bí sản, thư đảng bí thư đảng cộng cộng sản sản thành thành phố hồ phố chí Hồ minh Chí Minh bị bãi đó, nhiệm, bị cách chức, đã bị cách chức, đã bị bị cách cách chức. chức đấy. Song miêng là thanh minh, chúa dịch ra là gửi lời xin lỗi. Gửi lời xin lỗi đến người dân. Đúng rồi, đến người dân. Ủa cái này sao mình không biết mà người Hàn ta biết ta? Báo Hàn thì lại biết hết nè. Người dân Việt Nam mình thì Em không ở đọc thành phố báo Hồ Chí Minh mà em cũng không biết luôn đó. nhiều. Không đọc báo nhiều nên không biết này. Phải xem tài sử nữa. Rồi, em lười đọc báo lắm. Nếu chúng ta xem tài sử thì cũng sẽ biết này. Thật sự cũng lười luôn, đi làm suốt ngày thế ạ. Có Vân Si là sinh viên thì chắc là có thời gian. Thật sự nghe chán lắm thầy. Ừ. Cũng hay nhưng mà hay mấy cái tin tức kia thôi. Còn mấy cái tin tức về đảng, về bộ này, bộ kia mà mấy đầu hay hay chiếu á, cho dù có nghe cũng lọt từ tai này qua tai kia cũng chẳng để ý á thầy. Bây giờ nói tên chủ tịch nước hay là tổng bí thư là tên gì em cũng nhớ Trời. luôn á. Thiệt á, tại mấy ông đó xa lạ quá mà đâu quen thuộc với mình đâu. Chỉ mấy Xem thật cái nó sự mình nhiều mới hay rồi nhỉ. thì tự nhiên sẽ nhớ. Thực ra xem tài sử ấy, thì cái hay ở chỗ là xem thật sự quốc tế nó mới hay. Thật sự trong nước thì cũng cũng chỉ biết thôi. Tiếp Rồi, biết 29. Ừ. Câu 29 nè. Phương Si. Hồ Chí Minh, Chu Ma Na Tà, so với cuối tuần, mỗi cuối tuần, Đúng rồi. mỗi cuối tuần. Chin Cori Jesus Hồng Yon, nghệ thuật, công diễn, biểu diễn nghệ thuật. Jesus, Jesus là nghệ thuật đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi. Cori là gì thấy? Đường phố. Nghệ thuật biểu diễn đường phố. Khi là đường. Khoan khoang khách. Khoan song hoa. Khách tham quan. Từ này vừa dịch lên trên xong. Khách tham quan, tăng trưởng. Chi tê so sánh à? Không phải. Chi tê. Ký tê chờ đợi hy vọng. Mong chờ,
trông chờ tăng trưởng khách tham quan á. Hồ Chí Minh mỗi cuối tuần, nghệ thuật, biểu diễn, đường phố, mong chờ tăng trưởng khách tham quan á. Chờ đợi để tăng tăng lượng khách tham quan. Viết giải ra nè. Để thoát ý ra. Mỗi cuối tuần đều có biểu diễn nghệ thuật, đường phố để mong chờ gia tăng khách du lịch. Biểu diễn nghệ thuật đường phố mỗi cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn nghệ thuật đường phố mỗi cuối tuần để gia tăng lượng khách tham quan, lượng khách du lịch. Đúng rồi, ý là như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn nghệ thuật đường phố vào mỗi cuối tuần, hy vọng thu hút được khách du lịch. Cái từ kite này dịch là hy vọng. Ok, tiếp 30 này. Phô bư sư chắc từ tiếng Anh quá thầy. Phô bư sư Thành từ riêng. Phô bư sư không biết. Thành từ riêng, nó là cái từ này. Anh từ riêng mà tên riêng. Ủa sao đây chữ trắng nhỉ? Rồi sao ý ha trong góc nhân à tạp chí Forbes gì đúng không? Asia 30C à, 30 tuổi ạ. Y ha. Ly hạ. Dĩ hạ. À, dưới. Dưới. Giòn hơn. Chất. Do là ảnh. Bỉnh hằng ạ. Ảnh hưởng, lực ảnh hưởng, sức ảnh hưởng. À. Đúng rồi. Có sức ảnh hưởng. Phan chui là tiền xuất à? Đề xuất. Đề cử đúng không ạ? Ừ. Tạp chí Phô bư sư đề xuất 4 người ở Việt Nam là 30 người có sức ảnh hưởng dưới 30 tuổi ở châu Á. Vẫn chưa chính xác lắm. Ba mươi người có sức ảnh hưởng ở châu Á của tạp chí Phô Bư Sư đề xuất 4 người ở Việt Nam. 4 người ở Việt Nam được đề xuất. Còn cái chỗ này, người dưới 30. Dưới 30 tuổi ở châu Á. Dưới 30 tuổi. Có nghĩa là 30 người có sức ảnh hưởng dưới 30 tuổi ở châu Á của tạp chí Phô Bư Sư. Tạp chí Phô Bư Sư bình chọn 4 người ở Việt Nam. Có 4 người Việt Nam trong danh sách 30 người có tầm ảnh hưởng dưới 30 tuổi tại châu Á do tạp chí Forbes bầu, thì có 4 người Việt Nam. Tiếp câu 31 à. Vân là bậm nhất. Em đọc từ sang công bu. Sang tròn. Tròn là tròn đinh hả thầy? Cái gì? Phải viết tắt không thầy? Tròn là tiền. T
tiền. Để là trước. Sang công bu. Thượng công bộ. Tinh công bộ. Sang công bộ. Thương. Thương công bộ. Thương à, công. Bộ công thương. Bộ công thương. Bộ công thương. Chăn sao? Quan. Chăn quan. Chăn quan. Trưởng quan. Trưởng quan. Trưởng quan là bộ bộ trưởng. Trưởng. Bộ công thương. Bộ trưởng. Có từ trơn. Tròn. Cho là tiền. Tiền là cựu. Cựu bộ trưởng. Cựu bộ trưởng bộ công thương. Cục chê. Công hang. Cảng quốc tế. Buan. Cu. Buan Phu Yoc. Bô là bảo. Bảo. Bảo an à. Ừ. Khu vực à? Khu vực bảo an. Khu vực an toàn. Ừ. Khu vực an toàn. Cảng hàng không quốc tế. Sa chóc. Sa chóc. Sự tích. Tulip. Sa chóc là lý do riêng cá nhân. Lý do riêng. Lý do riêng, lý do cá nhân. Khoan đen. Xuất nhập á? Xuất nhập là thấy. Nhập. Đúng rồi. Xuất nhập. Ra vào. Ra vào. Xuất nhập là ra vào đấy. Ra vào. Không hiểu lắm nhỉ, ra vào. Lý quan do... liên. Liên quan. Liên quan. Khan bu. Cán. Cán. Cán gì? Cán bộ. Cán bộ. Ừ. Liên quan cán, cán bộ. Bộ. Chinh chê. Âm hán là ừ. Trừng giới. Trừng giới. Xử phạt. Ừ. Trừng giới. Xử phạt. Kỷ luật. Xử phạt cán bộ liên quan. Bộ trưởng, cựu bộ trưởng, bộ công thương. Xử, xử phạt cán bộ liên quan đến xuất nhập. Nhập. Khu vực. Xử phạt này, kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật này, cán bộ liên quan đến việc cựu bộ trưởng bộ công thương làm sao đây? Xuất đi. Ừ. Ra vào. Ra vào khu vực. Khu vực an ninh. Ừ. Khu vực an ninh. Cảng. Sân bay quốc tế. Bởi. Lý do riêng. Bởi gì đây? Lý do cá nhân. Ừ. Lý do cá nhân. Lý do cá nhân. Đúng rồi, riêng như vậy. Kỷ luật cán bộ liên quan đến việc bộ cựu bộ trưởng Bộ Công Thương ra vào khu vực an ninh sân bay quốc tế với lý do cá nhân. Tiếp câu 32 này. Samsung Group là tập đoàn Samsung. Nam hoạt động, hoạt động và hoạt động. Quan Ri Chích là nhân viên quản lý. Việt Nam In là người Việt Nam. Tập đoàn Samsung. Bởi người Việt Nam. Có nghe tay từ chỗ này. À, 99% người 99% người quản lý. Hoạt động của hoạt động tập đoàn Samsung 99% nhân viên quản lý đang hoạt động tại Việt đang Nam. Làm việc đang làm việc tại Việt Nam là người Việt Nam. Đang làm việc tại Việt Nam cho tập đoàn Samsung là người Việt Nam. Ừ.
Đúng rồi. Tập đoàn Samsung 90% cán bộ quản lý hoạt động tại Việt Nam là người Việt. Tiếp các bà nè. Tài năng trúc chê công hàng Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đà Nẵng sân bay quốc tế Đà Nẵng xin cu trúc chê Tân con Quy. Tân Quy là mới đấy. Mới vâng xin cu mới trúc chê son tuyến tuyến quốc tế ạ Tuyến quốc tế. mới Hominon. Hominon là Bến xe. bến xe. Ca thông. Ca tông. Ta. Khai trương. Ca tông khai trương. Ke chi. Ke chi. Thời kỳ thấy không phải KC là khai trương trương nghỉ cái Cả cụm từ tông này này. cái Kha tông Đông. Kha Đông KC là khai trương khai trương thấy Ừ. Khai trương khởi động cái bến xe này. khởi động bến xe khởi động cái bến thôi bến quốc tế Ừ. mới là cảng hàng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai trương bến xe tuyến quốc tế mới Bến máy bay Ừ. Bến bến xe máy bay tuyến quốc tế mới. mới Đây là bến xe buýt ấy, phục vụ cho cái tuyến quốc tế này. À, chứ không phải là cái terminal một rồi bây giờ thành terminal 2 rồi. Tại Đây là vì cái bến terminal nó xe. Làm sao Vân nói đi. tại sân bay nó hay có cái gì cũng dùng từ terminal 1, terminal 2 ấy thầy. Cho nên là em cứ tưởng Ừ, đúng rồi. nó là một cái bến khác để mà đi xuất phát để bay để đến đó thầy. Chứ em không nghĩ nó là xe buýt. Không biết có đúng không? Tuyến xe phục vụ. Ok, tiếp 34 nè. Sa mang là tử vong. Chung chon sang là trong cảnh thương. Ừ, Trong kịch trong từ này là chung, chung là trọng, kiêng trọng là khinh, thương. Trọng khinh thương trọng khinh thương, là trọng thương đúng trọng khinh nghĩa là nặng nhẹ. thương nặng thương nhẹ. Sen Phát là sinh. phát sinh vô thông giao thông sa cô sự cố là tai nạn giao thông khoa chót là quá tích ạ thương Qua tích cho quá tải. thư rác thư rót thư rót thư rót giọt giọt chu là vực Giao hen chu heo. đọc chu Chạy hen ngược chiều. ừ học rồi đấy quân in chu chu rót là xe tải nhân viên chiều Nguyên nhân. nguyên nhân quân in Nguyên nguyên nhân nhân. Nguyên nhân quá tải nguyên nhân tai nạn giao Cái này chưa thông này. tai nạn giao thông diễn ra tai nạn giao thông diễn Đấy. ra giữa nhân viên xe tải Không phải 13 người tử vong
Sự tai nạn giao thông diễn ra làm 36 người bị thương nặng, bị thương và 13 người tử vong. Nguyên nhân là do xe tải chạy ngược chiều. Thiếu rồi, qua chốc. Qua chốc. Quá tải. Do xe tải. Quá tải. Do xe tải quá tải chạy ngược chiều. Do xe quá tải chạy ngược chiều. Ừ. Chú ý chỗ này nhé. Cái chung kêu sang trọng khinh nhẹ, à, trọng khinh thương, trọng là nặng, khinh là nhẹ. Thì dịch chỗ này ra là 36 người bị thương nặng và nặng nhẹ. Và nhẹ. Ừ. Thì mình nói bị thương chung cũng được không thầy? Bị thương chung cũng được. Yeah. Ừ. Tai nạn giao thông xảy ra làm 13 người bị chết, 36 người bị thương ở mức độ nặng và nhẹ. Nguyên nhân do xe tải chạy xe tải quá tải chạy ngược chiều gây nên. Chạy ngược chiều gây nên nè. Tiếp 35 nè. Cái thứ 5 Agribank Inbu Bộ Nhật á thầy. Nhật Bộ á. Nhất Nhất ATM về so Gia Can Y Dông Y Gia Can Y Dông Y Dông mà sử dụng. Ừ. Ca đêm Gia Can thôi, ca đêm. Chê Hàn chế hạn, chế hạn là hạn chế. Hạn chế. Bom chê. Bom là phạm. Phạm tội. Chê bang. Phòng chống. Phòng chống tội phạm. Việt Nam in bu gì thầy? In bu một phần. Một nhất phần. Bộ. Ở Việt Nam hạn chế việc sử dụng vào ban đêm ATM. Hạn chế phòng chống tội phạm. Đúng rồi. Việt Nam Agribank hạn chế sử dụng máy ATM vào ban đêm phòng chống tội phạm. Tiếp ba câu gì nốt nè. 36 là gì đây? Hai phung là phung. Hải Phòng. Hải Phòng. Ừ. Cát Bi là Cát Bi. Ừ. Cúc Chê Công Hàng. Công Hàng là sân bay Cát Bi, sân bay quốc tế Cát Bi. Sân bay quốc tế. Ừ. Cảm ơn này. Hai. Chê Terminal. Terminal 2. Sân Nghìn. Tăng Nhân ạ. Tên nhà ga số 2. Nhà ga số 2. Nhà ga số 2. Sưng In là nguyên nhân ạ. Sưng In là phê duyệt. Phê duyệt. Phê duyệt. Ừ. Hoàn công. 2025. Hoàn công. Ạ. Hoàn công. Ừ. À, phê duyệt ạ. Phòng trước này. Hải Phòng. Phê duyệt. Phê duyệt nhà ga số 2 của cảng hàng không cảng quốc tế Cát Bi sẽ hoàn thành vào năm 2025. Đúng rồi. Chính xác. Câu 37 nè. Google. 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 Việt Nam chọn vô. Chính phủ Việt Nam. Ừ, chính phủ. Google là gì? Chính phủ cho yêu cho euro yêu cầu. Yêu cầu. You hay. You hay. You hay là độc hại. Độc hại. Com.
Contentious. Điều kiện à? Contentious là nội dung. Content. À, content nhỉ? Tiếng Anh nhỉ? Content. Ừ, tiếng Anh ấy. 1500 cái. Cha tan. Cha tan. Cha tan là gì thầy? Ngăn chặn. Ngăn chặn. Ngăn chặn. Dịch ra gì nhỉ? Google này. Ngăn chặn 1500 cái. 1500 nội dung độc hại. Gây hại đến à, gây hại bởi theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Ừ. Theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Chính xác. 38 nè. Trung Quốc kê là Trung Quốc giới ở đây. Cò tê. Giới Trung Quốc. Cự đại. Cự đại. Cự đại. Ừ, cự đại là to lớn. Mùi riêu là vật lưu ký. Vật lưu. Vật lưu xí nghiệp. Vật lưu. Xí nghiệp. Xí nghiệp vật tư à? Xí nghiệp. Dịch ra là công ty. Công ty vận chuyển. Công ty vận chuyển xin chun vận chuyển ra nhé. Chấn xuất à? Tiến xuất. Tiến xuất. Tiến xuất tức là tiến vào. Tiến vào đâu đó. Giới Trung Quốc tiến vào thì tiến vào Việt Nam bằng đây chưa này. Các xí nghiệp vận chuyển lớn của Trung Quốc tiến vào thị trường Việt Nam bằng cái SF Express. SF Express này là chính là cái tên công ty này thôi. SF Express, công ty SF Express. Công ty chuyển. Vận chuyển, công ty vận chuyển lớn SF Express. Của Trung Quốc tiến vào thị trường Việt Nam. Đúng rồi. Cái Express này này giống truyền thống như là ở Việt Nam mình này. Yeah, là các công ty công ty vận chuyển vâng ạ. Công ty chuyển phát nhanh ấy. Vâng ạ. Yeah. Rồi chúng ta kết thúc khóa học. À, kết thúc khóa học thầy. Hôm nay buổi cuối rồi. Có ai có câu hỏi gì không? Khó quá thầy. Ừ, cái này khó mà. Cái này để mà các em thảo được âm Hán ấy. Thảo âm Hán và dịch tốt thì phải tập dịch nhiều thì mới được. Dịch mà kiểu dịch không được, được nạn lắm thầy ơi. Thế mới phải tập mà. Tập nhiều. Tập nhiều kỹ năng dịch nó tăng lên. Tập nhiều, tập dịch nhiều cái này này. Thì âm Hán và nghĩa Hán ấy, mình cũng sẽ hiểu rộng hơn. Yeah. Thầy cái lớp... Và hàng ngày các em phải luyện nhiều ghép từ kia vào thì mới được. Thầy ở lớp luyện dịch của thầy á là sắp mở chưa thầy? Lớp đấy thì thầy cũng đang dự kiến mở, nhưng mà để xem có đủ học sinh học không, vì lớp đấy ít người đăng ký. Hiện tại mấy người rồi thầy? Giờ mới được có 1-2 người. Nhưng mà thế là có học lớp đã xong rồi thi tốt 4 được không thầy? Học topic 4 thì nó phải nhiều vấn đề đọc đó. Thì đọc á, còn mấy cái kỹ năng khác thì không nói. Kỹ năng thi đọc của topic ấy là mình phải học mẹo. Có cái mẹo làm bài. Yeah. Một câu bình thường em có giỏi đến mấy thì là mất 1 phút. Nhưng có mẹo làm bài thì mất 15 giây. Wow. Dạ, nhưng mà mình có hiểu câu đó không thầy? Hay là mình chỉ... Hiểu chứ. Chỉ làm cho đúng thôi. Dựa vào kiến thức của mình
cộng với mèo làm bài rút ngắn thời gian. Nên Mà bình lớp thường dịch này thầy có dạy ngữ pháp không hay là thầy chỉ luyện dịch thôi? lớp dịch có dạy ngữ pháp nhưng mà chỉ học các ngữ pháp liên quan đến bài dịch thôi. Còn nếu mà Mà em thường muốn thi là thi topic thì phải học cái lớp luyện thi topic riêng. Thì lúc đấy em được học cả cái mèo làm bài ấy. em Mèo thích làm bài là em học mà hiểu cơ, còn về cái luyện thi á, thì mình làm nhiều bài thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm thôi, còn em thích là em phải hiểu, em phải thành thạo cái ngôn ngữ đó cơ, còn điểm số thi thì không quan trọng. Vân đã học đến topic 4 rồi á? nhưng mà Chưa chị, ý là mình giống như mình tạo nền tảng để mình học á, chứ em mới học à, với lại em tự học à, tại vì học trên trường chậm lắm, em mà theo trường thì nó hơi chậm, Ô, cho thế nên hoàn là em sinh viên nên của học. tỉnh Hàn luôn á. Thế ơi, thế cái lớp mà luyện dịch ý thì có học vào khung khung giờ như thế này không ạ? Lớp đấy cũng học vào khung giờ này mà. Dạ. Học sớm được không thầy? Học giờ này em buồn ngủ lắm, nhiều khi em đi học mà em học mà 9 giờ em bắt đầu buồn ngủ. Thì tùy vào học viên thôi. Nếu mà học viên yêu cầu học sớm thì sẽ tổ chức học sớm. Em thấy Tùy 8 giờ đến vào 10 giờ là khung thời giờ gian. đẹp á. Ừ. Cái 8 giờ khóa đến trước. 9 rưỡi chứ. Khóa trước cũng học từ 8 giờ đến 9 rưỡi đấy. Thì lớp biết phiên dịch Mà cũng một khóa. chủ yếu là mình sẽ dịch nội dung gì thầy? Hợp đồng rồi hả hay sao? Biên phiên dịch thì cũng tập dịch báo, thì thầy sử dịch các bản hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng môi trường, các nội quy quy định của công ty vân vân, toàn là các giấy tờ mà sử dụng trong các công ty ấy. Sau này mà em đi làm mà em có đi phiên dịch ấy, thì cũng phải dịch các giấy tờ này. Ví dụ như em không có định hướng là đi làm ở công ty thì em có nên luyện dịch hợp đồng hay là nội quy công ty như thầy nói không? Em muốn đi dạy cái gì? Em không Đi muốn dạy làm học công ty ấy. Không làm công em ty cũng chỉ muốn dạy học thôi. Hay là đi làm, hoặc là làm biên phiên dịch tự do cũng được, có nghĩa là không có làm cho không làm giờ cố biên định. phiên dịch tự do thì em lại càng phải học. Làm biên phiên dịch tự do thì càng phải học, đúng rồi gì Biên phiên dịch tự do còn khó hơn là làm công ty. đúng rồi, khó lắm, nói chuyên ngành cũng phải tốt, khó Đúng, quá. chính xác. Mà Biên cái phần do luyện viết này khó lắm, theo văn phong người Hàn các thứ nó không nhiều thể loại lắm. em đang bắt đầu nản với tiếng Hàn rồi, thấy khó kinh khủng luôn em á. chuyên Ngoài ra mà thầy chọn tiếng Hàn thấy càng thấy không biết gì luôn. sao không chọn tiếng Anh mà học học tiếng Hàn này? Từ gì Tại thầy thấy nghe nó dễ thương. Trời, các em còn trẻ nên là cứ thấy nó dễ thương là theo. Ý là em cũng muốn tìm một cái gì để học, nhưng mà cảm mình sẽ học cái mà mình thích đó thầy. Ừ. Giống Tiếng dạ tiếng Anh em thấy học thì được mấy nó năm sẽ rồi vô hơn. vẫn không vui gì cả. Thực ra tiếng Anh vẫn là hay nhất. Vâng, em thấy tiếng Anh đi xin việc vẫn dễ nhất. Và sử dụng tiếng Anh ấy làm được cho cả công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, làm được cho cả châu Âu. Còn Vâng. em học tiếng Hàn thì chỉ làm cho Hàn. Trời, thầy nói chắc mai em bỏ học quá. Không, học ở trường em có thể học hai thứ tiếng được mà. Ừ, trường người ta học tiếng Hàn, Thôi, người ta sẽ học cả em tiếng học Anh. em đang học văn văn bằng 2 nên em chỉ học tiếng Hàn thôi. Sao học văn bằng 2, văn bằng Với 1 lại là thì em học đại học rồi mà. à thế Bây giờ em em học chỉ ngành gì? em học ngành luật nhưng mà em không có đi làm ngành đó. Nên là À, luật sư đấy. Ui, bây giờ là thế em bây đi giờ lại tìm. lại đi học tiếng Hàn á, chịu khó thế nhỉ?
tại em không có thích Thế làm công việc đó mà thì hơi 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 ấy nha, tí nhỉ, hơi 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 long đo mạn đận hả thầy? hơi Nhưng mất mà thời gian. chị thấy vẫn sướng, vẫn được đi học. Không biết sướng không chứ chị đi Tiếng làm đi Hàn học ấy thì nếu mà em tìm đến các trung tâm uy tín học thì sẽ nhanh hơn. lắm. Thế là cái trung Em học tâm ở trường mất lâu. trường Trung tâm dạy KTS chán lắm, à. mới học học kỳ đầu mà thấy thấy thầy cô dạy không không có thấy dạy không có bao nhiêu ấy. Nói chung là dạy không thấy hay, cứ lên rồi nói y chang trong sách thôi. Thầy dạy ngữ pháp gì đâu mà học ngữ pháp không hiểu, thầy không cho ví dụ nhiều mà thầy cứ nói sơ qua không à, mà trong khi đó là cái quan trọng, là một trong những cái quan trọng, chán lắm luôn á. Xong rồi em học, em mới về nhà em tự học trên YouTube này kia mới thấy là trời, tại học kỳ đầu em chỉ đi học thôi, em không có về nhà học mấy. Cái tự dưng kiểu như mình học mà thầy cứ nói bằng đó cái mình hiểu á, cái mình cảm thấy tiếng Hàn cũng dễ không có gì, nhưng mà đến khi mình tự học xong mình tự tìm hiểu này kia, em thấy trời nó mênh mông, nó xa vời so với những gì mình học, mới cảm thấy là những gì thầy cô dạy trên trường nó không có thấm vào đâu đâu hết á. Cái xong rồi em mới thấy thầy thấy là nhiều người cũng nói, nhiều người đi học trước em cũng nói là Hán Hàn quan trọng này kia, với lại sử dụng nhiều rồi dễ. Trước đó em không có đi học thầy á, là những cái mà từ vựng á em cảm thấy nó xa lạ, mà học hoài không có nhớ luôn đó thầy. Có nghĩa là mình cảm, với lại là em ví dụ như một câu nào đó, ví dụ như là tiếng Việt hay là tiếng Anh á, mình nhìn thôi nhiều khi mình vẫn nhớ cái từ đó, nhưng mà tiếng Hàn mà em không có ghi, giống như là mình chưa từng ghi nó ra thì mình không bao giờ nhớ được trong đầu hồi á. Nên là em lúc nào em phải ghi ra, mặc dù không phải học nó nhưng mà cứ phải ghi ra để giống như kiểu mình đã từng trải nghiệm nó rồi á thì mình mới có thể nhớ được, còn không á nhìn chay á là không bao giờ có thể nhớ được luôn, mặc dù đã dò từ điển này kia. Cái học Hán Hàn này em mới thấy nó quen thuộc á, chứ trước đó là em thấy nó sao nó lạ lẫm sao á. À thế ơi, em thấy mấy anh phiên dịch ở phòng em ý, toàn dịch kiểu Hán Hàn này thôi. Các anh toàn dịch, ví dụ từ này nghĩa là gì, xong các anh ghép vào, xong rồi cũng dịch ra, giống như thầy dịch vậy. Mà mấy anh phiên dịch phòng em toàn ở bên Hàn tầm 10 năm rồi, mấy anh ấy dịch tốt lắm. Họ thì nghe nói đúng không? Vâng. Chứ họ không thể văn bản. Vâng, văn bản em thấy cũng kiểu như đoán nghĩa đoán từ thôi ấy. Em hỏi các anh là bọn anh có học cái từ vựng Hán Hàn không, với anh toàn giấu nghề bảo là không học thôi. Nhưng mà cái cách dịch của các anh đấy thì em thấy là giống của thầy dịch. Thực ra họ có kinh nghiệm mà. Họ kinh nghiệm dịch Kinh nghiệm thì họ đoán được ra ngay thôi, có gì đâu. Đi làm công ty chỉ cần mất khoảng 1 năm đầu tiên thôi là các em có kinh nghiệm dịch ngay, tiếp xúc nhiều với các giấy tờ. Làm công ty thì quay đi quẩn lại thì vẫn mấy giấy tờ đó thôi mà, còn là đi lập lập lại nhiều lần thì ngày sẽ nào em cũng đọc các mấy người Hàn nói chuyện với nhau mà nhiều cái không bị được. Ủa, vậy là dịch nói, nghe nói với là dịch văn bản nó khác nhau hả thầy? khác nhau Khác chứ, nhau mà. Nghe nói khó lắm nói chị, nghe khác. cái gì em thấm. Với nào dễ hơn thầy? Văn Đọc nói hiểu dễ dễ hơn. hơn đấy. Nói dễ hơn đó Nói dễ hơn. thầy. Nói dễ hơn đó thầy. Văn. Em nhiều khi em nghe em hiểu nhưng mà em nói thì em không thể nào mở miệng ra nói được. Không, văn nói so với dịch văn bản ấy Vâng. thì văn nói dễ hơn. Vì văn nói thì em có thể nói tắt, có thể bỏ, lược bỏ trợ từ. Em muốn nói cái này em không biết, em có thể đi vòng. Vâng. Nhưng mà văn bản thì phải chuẩn, từng Vâng. từ, từng trợ từ, từng cấu trúc sắp xếp thành phần câu chuẩn thì mới được. Đúng rồi đấy, cô giáo em cũng bảo thế. Còn văn nói em có thể nói thiếu từ người ta vẫn hiểu, nên văn nói là dễ mà. Chung nếu Hàn mà thì chắc phải học 3 4 năm nếu xong mà mới học nói tiếng được. Hàn
Học tiếng Hàn như của Kiều Bản Vân ấy, thì tìm đến các trung tâm mà nó có tiếng ấy, học nhanh hơn. Em học ở trường mất mấy năm, nhưng mà học ở trung tâm mà có tiếng tăm ấy, em chỉ mất khoảng 1 năm thôi là em hoàn thành đến hết chương trình đại học của tiếng Hàn luôn. Và thi topic 4, topic 5 bình thường. Nếu mà giỏi và thi đến 6. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có trường Canada ấy. Đúng rồi, Trường đấy vào đấy học được. em thấy mấy bạn em học á nó chê rồi, nó À, kêu là chị. dạ nó kêu được cái tiếng à, vô học thấy nó làm sao á, có nhiều đứa bỏ ngang luôn, cũng có thể là chắc là tùy cơ sở hay sao đó mà nó cứ nó kêu đừng học. Thế là do họ thuê giáo viên Chắc là thuê giáo cơ viên sở rồi. hay hoặc là nó nói để cho mình khỏi học cũng nên. Không phải do giáo viên nữa đấy. Thực ra cái trường đấy thì có thầy thầy hiệu trưởng là thầy nổi tiếng, Dạ thành ra thì là nhiều người người ta tin cậy, người ta vào người ta học, nhưng mà phải học xong đúng thầy đấy cơ thì mới được. dạ, đúng rồi mà ông ổng bệnh muốn chết, ổng làm gì có dạy, Ông toàn đi dịch thôi. ổng đang làm gì, dịch cho ông gì đó, ông gì bác Hàn Sơ vậy đúng không thầy, bác Hàn Sơ gì đó, bữa Đi thấy dịch ổng trên được tivi. không? Ủa ổng lên tivi cơ, ổng đi dịch cho ông Ừ. huấn luyện viên của đội bóng U23 chị. Nổi tiếng nha. Thế ơi, trung tâm Ừ, ông. KTS ở trên Bắc Ninh ấy thầy, trung tâm đấy Ừ. viện viện giao tiếp tốt không thầy? Em muốn hỏi trung tâm Bắc Bắc Ninh nhé. Vâng, cái trung tâm mà hôm thầy giới thiệu ấy. À, trung tâm đấy thì trung tâm KTS á. Vâng. Trung tâm đấy cũng có người Hàn, nhưng mà nếu như nói về ở Bắc Ninh thì chắc là bây giờ chỉ có mỗi trung tâm đấy thôi, còn lại các trung tâm khác thì cũng lẩm khẩm lắm, toàn giáo viên tốt nghiệp trường cao đẳng ngoại ngữ Việt Nhật thôi, có khi còn chưa đạt được topic 3 ấy, Trời. toàn giáo viên lẩm khẩm thôi. Thì Nói chung là em ở các tiếp. trung tâm ngoại ngữ ấy Vâng. thì khó tìm được giáo viên xịn lắm. Để hả thầy? Ừ. Thế trẻ em muốn học giao tiếp thì À, vào đó người nước Hàn, người Hàn ấy thì có được không ạ? thì em đến đó em đăng ký thì em yêu cầu học lớp 100% giáo viên Hàn Quốc ấy thì mới giao tiếp được. Khó quá nhỉ, chắc phải học hết quyển 3, quyển 4 thì bắt đầu mới đi giao tiếp với người Hàn thì Học hết quyển 3 tối thiểu quyển thì không phải quyển 4 thì mới giao tiếp được. Giao tiếp được không, mình phải luyện nhiều. vâng. Còn đâu, thực ra ở tình trạng các trung tâm ngoại ngữ ấy, là đa số là họ thuê giáo viên chỉ cần dạy được, chứ còn nhiều giáo viên họ còn không bằng học viên ấy, nhưng mà họ vẫn dạy được vì họ dựa vào cái giáo trình có sẵn, họ dạy thôi. Vâng. Dạ. Vậy thôi muộn rồi thầy, nghỉ sớm đi thầy. Trời nói chuyện thầy hồi chắc ngày mai em nghỉ học luôn. Lúc đầu suy nghĩ tiêu cực rồi đó. Thấy sao con đường nó trông gai quá. Thầy cố lên. Em cứ học thêm, học ở trường, học thêm ở các trung tâm nữa, kết hợp vào thì sẽ được. Dạ. Cái âm Hán này này, em hàng ngày em cứ luyện nhiều vào, em luyện ghép lại toàn bộ các từ này từ đầu đến cuối đi, rồi thành thạo vào thì tự nhiên trong đầu mình sẽ có khoảng vài nghìn từ rồi, sau đó Kiểu như luyện mình. là từ tiếng ví dụ như từ tiếng Hán Việt sang tiếng Hán Hàn hay là Hán Hàn sang tiếng Hán Việt thì em có thể đoán, nhưng mà từ cái nghĩa Hán Việt ra cái nghĩa thuần Việt á thì em không có thể biết được luôn Đấy phải dịch nhiều, dịch nhiều thì mình mới biết cách sử dụng từ, yeah. chứ không ai dịch được ngay đâu. Thầy với lại thầy gửi lại cho tụi em cái file cái từ đi thầy. Ừ, Mấy cái từ danh sách ai từ muốn gửi thì cho lại thầy email, thầy gửi lại cho cả lớp thầy ba cái file này luôn,
Bây giờ đến cuối luôn. Vâng ạ. Vậy thầy gửi trên Sky đi thầy cho tiện thầy. Ừ, thầy gửi qua Sky vậy. Dạ. Từ đầu đến cuối luôn. Ok, em tập ghép lại. Để em ghép lại. Vâng ạ. Dạ. Tập ghép lại hết nhé. Vâng dạ, ạ. Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy. Em chào Vân. Thầy. Hẹn gặp lại. Thank you.